cũng cố cho chúng ta những cái kiến thức rất là hay. Thì ở đây á, thì phải nói rằng á, là tôi xin phép được hỏi thầy Minh với các bạn á, là sản phẩm An Quay chúng ta khẳng định á, là sẽ trị được tất cả các loại bệnh đó. Tuy nhiên á, thì người dùng ở chúng tôi á, thì bước đầu á, thì chỉ biết được một số cái loại bệnh mà phải dùng sản phẩm nào thôi. Thì do đó bây giờ á, thì tôi bản thân tôi và nhiều bạn tôi á, là mắc cái bệnh á, là gai gót chân à, và tôi cũng trị viện cảnh rồi vân vân mà thấy chưa bớt mà càng ngày càng đau. Thì xin phép được hỏi thầy Minh và các bạn á, chúng ta dùng sản phẩm nào có thể khắc phục được bệnh này, thì xin rất biết ơn ạ. Cảm ơn cô Tiến, câu hỏi rất là hay. Và nhân gọi cô Tiến thì mình cũng nhắc với cả mọi người một